Chào mừng các em đến với bài tập ôn cuối năm của chương trình toán lớp 7. Các em hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa, vở ghi, dụng cụ học tập. Chúng ta đến phần đại số. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 88. Chúng ta cùng giải bài tập số 1. Thực hiện các phép tính. Ở đây có 4 câu A, B, C, D. Trước khi thực hiện phép tính, chúng ta cần phải nhớ trong một biểu thức thì ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, nhân chia trước, cộng trừ sau. Cô và các em ghi vào giải bài tập 1 ở câu A. 9,6 nhân 2 1 phần 2 trừ mở ngoặc 2 nhân 125 trừ 1 5 phần 12 đóng ngoặc chia 1 phần 4. Chúng ta phân tích đề. Trong câu A có phép nhân, trừ, có dấu ngoặc tròn. Trong ngoặc có phép nhân, phép trừ, cuối cùng là phép chia. Ở đây chúng ta có số thập phân và hỗn số. Vì vậy, trước khi thực hiện các phép tính, các em nên đổi số thập phân và hỗn số ra phân số. 9,6 chính là bằng 96 phần 10. Chúng ta rút gọn cả tử và mẫu cho 2. Tử được 48, mẫu được 5. Vậy 9,6 là bằng 48 phần 5. 2, 1 phần 2, hỗn số. Chúng ta đổi qua phân số bằng cách như sau. Lấy 2 nhân 2 bằng 4. Sau đó chúng ta cộng cho 1 bằng 5. Ghi 5 trên tử, mẫu giữ nguyên là 2. Ta lại thấy phép tính 2 nhân 125 bằng 250. Chúng ta có thể thực hiện luôn trong quá trình đổi hỗn số và số thập phân ra phân số. Ở hỗn số 1, 5 phần 12, chúng ta đổi ra phân số bằng cách lấy 1 nhân 12 bằng 12, cộng 5 bằng 17. Các em ghi ở trên tử, giữ nguyên mẫu là 12. Vậy, bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bằng 48 phần 5 nhân 5 phần 2 trừ mở ngoặc 250 trừ 17 phần 12 đóng ngoặc chia cho 1 phần 4. Đến đây, chúng ta sẽ thực hiện phép trừ trong ngoặc trước, đồng thời thực hiện luôn phép nhân 48 phần 5 nhân 5 phần 2 vì không ảnh hưởng đến phép tính của biểu thức. 48 phần 5 nhân 5 phần 2, ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu là 48 nhân 5 phần 5 nhân 2. Ở đây các em rút gọn trên tử 5 dưới mẫu 5, 5 với 5 là hết. Trên tử 48, mẫu là 2, chúng ta rút gọn cho 2. Trên tử còn 24, mẫu là 1. Vậy kết quả ở đây là chúng ta ra bằng 24. 250 trừ 17 phần 12, các em quy đồng, mẫu số chung là 12. 250 khi quy đồng mẫu số chung là 12 thì chúng ta sẽ được là 3.000 phần 12. Sau đó mình lấy 3.000 trừ cho 17 thì được 2.983. Vậy kết quả ở phép trừ này sẽ ra là 2.983 phần 12. Vậy chúng ta được bằng 24 trừ 2.983 phần 12 chia cho 1 phần 4. Phép trừ và phép chia thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước rồi phép trừ sau. Ở phép chia thì chúng ta sẽ nhân nghịch đảo, nghĩa là lấy 2.983 phần 12, các em nhân cho 4 phần 1, nghĩa là nhân 4. Ở phép nhân, chúng ta sẽ rút gọn 4 với 12 cho 4. Chúng ta sẽ được mẫu còn 3, nên kết quả được là 24 trừ 2.983 phần 3. Chỉ còn phép tính trừ, các em hãy quy đồng, mẫu số chung là 3. Vì 24 khi quy đồng, ta được 72 phần 3.
kết quả cuối cùng chúng ta sẽ được là âm 2911/3. Vậy các em thử xem kết quả của cô làm có giống mình chưa? Nếu giống thì chúc mừng các em đã làm đúng ở câu A này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến giải ở câu B. 5/18 trừ 1,456 chia 7/25 cộng 4,5 nhân 4/5. Chúng ta sẽ đổi cái số thập phân ra phân số. Ở đây 1,456 sẽ bằng 1456/1000. Các em rút gọn cả tử và mẫu cho 8. Chúng ta sẽ được tử còn 182, mẫu còn 125. Bốn phẩy năm bằng 45/10, rút gọn cả tử và mẫu cho 5, trên còn 9, dưới còn 2. Vậy 4,5 chính là bằng 9/2. Chúng ta được 5/18 trừ 182/125 nhân 25/7. Nghĩa là phép chia cô đổi luôn là nhân nghịch đảo. Cộng 9/2 nhân 4/5. Ở phép nhân 182/125 nhân cho 25/7. Chúng ta lấy tử, mẫu nhân mẫu. Mình rút gọn 25 với 125 cho 25, trên còn 1, dưới còn 5. Rút gọn 182 và 7 cho 7, trên còn 26, dưới còn 1. Về kết quả, chúng ta ra được là 26/5. Ở phép nhân 9/2 nhân cho 4/5, chúng ta lấy 9 nhân 4 phần 2 nhân 5. Rút gọn 42 cho 2, trên còn 2, dưới còn 1. Về kết quả chúng ta ra là 18/5. Mình được 5/18 trừ 26/5 cộng 18/5. Ở đây cô thấy có hai phân số mẫu chung là 5, nên cô sẽ sử dụng tính chất kết hợp. Lấy âm 26/5 cộng 18/5 trước, cô được kết quả là âm 8/5. Phép tính 5/18 trừ cho 8/5. Cô sẽ quy đồng mẫu số chung là 90. Chúng ta được 25/90 trừ cho 144/90. Và kết quả cuối cùng chúng ta được là âm 119/90. Kết quả này các em có giống cô không nào? Nếu giống thì xin chúc mừng các em nhé. Cô và các em cùng giải câu C. Mở ngoặc 1/2 cộng 0,8 trừ 1/3 đóng ngoặc nhân. Mở ngoặc 2,3 cộng 4, 7/25 trừ 1,28 đóng ngoặc. Ở đây, chúng ta để ý có số thập phân và hỗn số. Chúng ta sẽ đổi số thập phân và hỗn số ra phân số. 0,8 bằng 8/10 bằng 4/5. 1/3 đổi ra phân số là 4/3. 2,3 bằng 23/10. 4/7/25 đổi ra phân số được 107/25. 1,28 bằng 128/100, rút gọn cho 4, các em được 32/25. Vậy, ở bước đầu tiên chúng ta được bằng mở ngoặc 1/2 cộng 4/5 trừ 4/3 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 23/10 cộng 107/25 trừ 32/25. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Ở trong hai dấu ngoặc, chúng ta thấy là có phép cộng phép trừ thì chúng ta quy đồng. Ở ngoặc đầu tiên, các em quy đồng mẫu số chung là 30. Chúng ta được 15/30 cộng 24/30 trừ 40/30. Ở ngoặc sau, chúng ta quy đồng mẫu số chung là 50. Các em được 115/50 cộng 214/50 trừ 64/50.
Ngoặc đầu tiên các em lấy 15 cộng 24 được 39, trừ 40 là được âm 1 phần 30. Ngoặc sau 115 cộng 214 chúng ta được 329, trừ cho 64 được 265 phần 50. Thực hiện phép nhân, mình sẽ rút gọn 265 với 50 cho 5 trên các em còn 53 dưới còn 10. Sau đó nhân với âm 1 phần 30 thì các em được là âm 53 phần 300. Chúng ta không rút gọn được nữa và đây là kết quả cuối cùng. Ở câu D, chúng ta thực hiện như sau. Lấy âm 5 nhân 12 các em sẽ ra được âm 60. 1 phần 2 chia âm 2 sẽ bằng 1 phần 2 nhân nghịch đạo của âm 2 là âm 1 phần 2. Kết quả là âm 1 phần 4. 1 phần 3 đổi ra phân số được 4 phần 3. Chúng ta sẽ được là âm 60 chia mở ngoặc vuông âm 1 phần 4 cộng 1 phần 2 nhân âm 1 phần 2 đóng ngoặc vuông cộng 4 phần 3 bằng âm 60 chia mở ngoặc vuông âm 1 phần 4 trừ 1 phần 4 đóng ngoặc cộng 4 phần 3. Trong ngoặc vuông, âm 1 phần 4 trừ 1 phần 4 chúng ta sẽ ra được là âm 2 phần 4. Rút gọn cả tử và mẫu cho 2 thì các em được là âm 1 phần 2. Âm 60 chia âm 1 phần 2 nghĩa là nhân nghịch đảo. Nghịch đảo của âm 1 phần 2 là âm 2. Phép nhân âm 60 nhân cho âm 2, các em ra được 120. Đến đây chúng ta sẽ quy đồng mẫu số chung là 3, được 360 phần 3 cộng 4 phần 3. Kết quả chúng ta sẽ ra được 364 phần 3. Nếu kết quả của các em giống câu C và câu D của cô thì xin chúc mừng các em nhé. Cô và các em cùng giải bài số 2 trang 89 sách giáo khoa. Với giá trị nào của x thì ta có câu A, trị tuyệt đối của x cộng x bằng 0. Câu B, x cộng trị tuyệt đối của x bằng 2x. Chúng ta thấy ở phần này chúng ta cần lưu ý đến trị tuyệt đối của x. Chúng ta đã được học trong chương trình toán lớp 7, trị tuyệt đối của x bằng x nếu x lớn hơn hoặc bằng 0, và trị tuyệt đối của x sẽ bằng trừ x nếu x bé hơn bằng 0. Về ở câu A, trị tuyệt đối của x cộng x bằng 0 thì cô sẽ chuyển x qua bên vế phải. Khi chuyển vế thì các em phải nhớ đổi dấu. Chúng ta được trị tuyệt đối của x sẽ bằng trừ x. Vậy trị tuyệt đối của x bằng trừ x nếu x bé hơn bằng 0. Vậy, nếu x bé hơn bằng 0 thì trị x cộng x sẽ bằng 0. Ở câu B, x trị cộng trị tuyệt đối của x bằng 2x. Cô cũng chuyển vế đổi dấu x qua bên vế phải. Khi chuyển vế thì đổi dấu nên x sẽ thành trừ x. Cô thấy 2x trừ x là bằng x. Vậy đến đây chúng ta có trị tuyệt đối của x bằng x. Điều này xảy ra khi x lớn bằng 0. Vậy x lớn bằng 0 thì x cộng trị tuyệt đối của x bằng 2x. Vậy ở bài tập số 2 này, mục đích là nhằm ôn tập cho chúng ta cách phá dấu giá trị tuyệt đối. Vậy chúc các em để ý đến kiến thức cần nhớ thì sẽ làm được bài tập số 2 này nhé. Chúng ta đi đến bài số 3 trang 89 trong sách giáo khoa. Từ tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D với A khác C, B khác cộng trừ D, hãy rút ra tỷ lệ thức A cộng C phần A trừ C bằng B cộng D phần B trừ D. Chúng ta thấy được rằng ở bài 3 này là liên quan đến tỷ lệ thức. Vậy để làm bài tập này thì các em lưu ý chúng ta phải biết được tính chất dạy tỉ số bằng nhau. Vậy tính chất dạy tỉ số bằng nhau là gì? Từ các tỉ số bằng nhau ban đầu,
Các em có thể tạo ra các tỉ số mới bằng cách cộng tử với tử, mẫu với mẫu, trừ tử với tử, mẫu với mẫu, hoặc nhân cả tử và mẫu cho cùng một số khác không. Và điều cần lưu ý nữa là các em cần nhớ đến tính chất cơ bản của tỷ lệ thức, là từ một tỷ lệ thức ban đầu, ta có thể tạo ra một tỷ lệ thức mới bằng cách đổi chỗ 2 ngoại tỷ hoặc 2 trung tỷ hoặc đổi chỗ cả tử và mẫu. Vậy cô áp dụng tính chất dạy tỷ số bằng nhau thì cô có A phần B cộng C phần D sẽ bằng, cô lấy tử, mẫu cộng mẫu được A cộng C phần B cộng D. Cô lại lấy tử trừ tử, mẫu trừ mẫu lại bằng A trừ C phần B trừ D. Như vậy các em để ý là chúng ta đã xuất hiện được A cộng C, A trừ C, B cộng D, B trừ D như yêu cầu đề bài ra. Bây giờ chỉ việc các em đổi chỗ cho A trừ C và B cộng D, nghĩa là chúng ta đã sử dụng tính chất đổi chỗ 2 trung tỷ, thì các em sẽ được kết quả của đề bài. Chúng ta cùng giải bài số 4 trang 89 sách giáo khoa. 3 đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỷ lệ với 2, 5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỷ lệ thuận với vốn đầu tư. Chúng ta để ý cho cô, ở đây đề bài yêu cầu chúng ta tính số tiền lãi ở mỗi đơn vị, mà ở đây có 3 đơn vị kinh doanh lại tỷ lệ với 2, 5, 7. Cho nên để tính được số tiền lãi, các em cần gọi A, B, C, đơn vị ở đây là triệu đồng, là tiền lãi của mỗi đơn vị kinh doanh. Điều kiện, vì nó là tiền cho nên A, B, C sẽ lớn hơn 0. Ta để ý, vì số tiền lãi là 560 triệu đồng cho nên ta có A cộng B cộng C bằng 560. Tiền lãi thì được chia tỷ lệ thuận với vốn đầu tư, mà vốn đầu tư thì lại tỷ lệ với 2, 5, 7 cho nên ABC cũng tỷ lệ với 2, 5, 7 nên ta có A phần 2 bằng B phần 5 bằng C phần 7. Đến đây chúng ta thấy được rằng mình có A cộng B cộng C bằng 560, nghĩa là chúng ta lấy tử cộng tử cộng tử. Vậy để lấy tử cộng tử cộng tử thì cần áp dụng tính chất dạy tỷ số bằng nhau. Nếu các em lấy A cộng B cộng C thì cũng phải lấy 2 cộng 5 cộng 7. Tử các em được 560, mẫu 2 cộng 5 là bằng 7, 7 cộng 7 là 14. 560 phần 14 chính là 40. A phần 2 bằng 40 thì suy ra được A bằng 40 nhân 2 bằng 80. B phần 5 bằng 40 thì suy ra được B bằng 40 nhân 5 bằng 200. C phần 7 bằng 40 thì suy ra được C bằng 40 nhân 7 bằng 280. Vậy mỗi đơn vị được chia lãi lần lượt là 80 triệu đồng, 200 triệu đồng và 280 triệu đồng. Cô và các em cùng đến bài tập số 5, trang 89 trong sách giáo khoa. Cho hàm số y bằng âm 2x cộng 1/3. Đề bài yêu cầu các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không? Điểm thứ nhất là điểm A có tọa độ 0/3. Điểm thứ hai là điểm B 1/2 âm 2 và điểm C có tọa độ là 1/6 0. Để giải được bài này, các em lưu ý, các em muốn biết điểm A, B, C có thuộc đồ thị hàm số hay không
thì ở mỗi điểm đề bài đều cho tọa độ, ví dụ như điểm A 0 1/3, 0 chính là hoành độ, đại diện cho giá trị của chữ x, và 1/3 chính là tung độ, là giá trị của chữ y. Vậy nếu muốn biết một điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không, chúng ta hãy thế hoành độ chính là giá trị của x vào chữ x, xem kết quả y có ra đúng bằng tung độ của điểm mà chúng ta cần xét hay không. Cụ thể như sau, chúng ta sẽ thay x bằng 0, chính là hoành độ của điểm A, vào y bằng âm 2x cộng 1/3. Lúc này y sẽ bằng âm 2 nhân 0 cộng 1/3. Âm 2 nhân 0 bằng 0, cộng 1/3 bằng 1/3. 1/3 này chúng ta thấy chính là tung độ của điểm A, cho nên điểm A này thuộc đồ thị hàm số. Tiếp tục đến điểm B, chúng ta sẽ thay x bằng 1/2 vào y bằng âm 2x cộng 1/3. Lúc này chúng ta được y bằng âm 2 nhân 1/2 cộng 1/3. Âm 2 nhân 1/2 thì được âm 1, cộng 1/3 bằng âm 2/3. Âm 2/3 khác âm 2 là tung độ của điểm B, cho nên điểm B này không thuộc đồ thị hàm số nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ thay x bằng 1/6 vào y bằng âm 2x cộng 1/3. Ta được y bằng âm 2 nhân 1/6 cộng 1/3. Âm 2 nhân 1/6 bằng âm 1/3 cộng 1/3 bằng 0, chính là tung độ của điểm C, nên điểm C này thuộc đồ thị hàm số. Chúng ta cùng đi đến bài tập số 6, trang 89 trong sách giáo khoa. Biết rằng đồ thị của hàm số y bằng ax đi qua điểm m có tọa độ là âm 2, âm 3, và đề bài yêu cầu chúng ta là hãy tìm A. Chúng ta biết được đồ thị hàm số mà đi qua điểm m, nghĩa là m thuộc đồ thị hàm số. Và nếu điểm thuộc đồ thị hàm số, nghĩa là tọa độ của nó khi chúng ta thế vào hàm số thì phải thỏa, nghĩa là phải đúng. Cho nên ở đây đồ thị hàm số đi qua điểm m có tọa độ âm 2, âm 3 thì chúng ta được phép thay x bằng âm 2 và y bằng âm 3 vào y bằng ax nhé. Vì đồ thị hàm số y bằng ax đi qua điểm m có tọa độ là âm 2, âm 3 nên cô sẽ thay giá trị y là bằng âm 3, thay giá trị x sẽ bằng âm 2. Cho nên mình có âm 3 bằng A nhân âm 2. Vậy lúc này A sẽ bằng âm 3 chia cho âm 2, chính là bằng 3/2. Như vậy chúng ta đã tìm được giá trị A là bằng 3/2 rồi đó. Chúng ta cùng đi đến bài tập số 7, trang 89 trong sách giáo khoa. Bài tập số 7 củng cố cho chúng ta bằng cách nhìn vào biểu đồ. Đề bài cho biểu đồ dưới đây biểu diễn tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học tiểu học ở một số vùng của nước ta. Các em quan sát biểu đồ nhé. Biểu đồ của chúng ta cho chúng ta biết được là ở đồng bằng sông Cửu Long nè, thì con số cuối cùng ghi là 87,81, chính là phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học tiểu học. Còn ở Tây Nguyên thì chúng ta thấy được rằng là con số tương ứng với Tây Nguyên là 92,29. Ở Bắc Trung Bộ thì số tương ứng là 96,97. Ở Đông Bắc thì tương ứng là 90,35. Và đồng bằng sông Cửu Long thì tương ứng là 98,76. Đề bài yêu cầu ở câu A là các em hãy cho biết tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học tiểu học. Thì ở câu A này khá dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần nhìn vào biểu đồ, quan sát con số cuối cùng và trả lời câu hỏi. Vậy chúng ta trả lời như sau. Tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên đi học tiểu học là 92,29%.
Tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi của vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học tiểu học là 87,81%. Ở câu B, đề bài yêu cầu vùng nào có tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất và thấp nhất. Vậy ở các con số trong biểu đồ thì chúng ta thấy cao nhất chính là con số 98,76 tương ứng ở đồng bằng sông Hồng, và con số thấp nhất là 87,81 là tương ứng ở đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên chúng ta sẽ trả lời như sau. Dựa vào biểu đồ, ta thấy vùng đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất vì đạt 98,76%. Và vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi đi học tiểu học thấp nhất vì đạt 87,81%. Bài tập số 7 này tương đối dễ đúng không nào? Con nghĩ là các em sẽ làm đúng hết. Chúc mừng các em nhé. Chúng ta cùng đi đến bài tập số 8 ở trang 90 trong sách giáo khoa. Đề bài yêu cầu là để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa tính theo tạ trên hecta. Kết quả được tạm sắp xếp như sau. Có 10 thửa đạt năng suất là 31 tạ trên hecta. Có 20 thửa đạt năng suất là 34 tạ trên hecta. Có 30 thửa đạt năng suất là 35 tạ trên hecta. Có 15 thửa đạt năng suất là 36 tạ trên hecta. Có 10 thửa đạt năng suất là 38 tạ trên hecta. Có 10 thửa đạt năng suất là 40 tạ trên hecta. Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ trên hecta. Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ trên hecta. Ở câu A thì dấu hiệu ở đây là gì và hãy lập bảng tần số, thì chúng ta thấy được rằng dấu hiệu ở đây chính là sản lượng vụ mùa của mỗi thửa ruộng, đúng không nào? Và lập bảng tần số thì các em lưu ý cho cô ha. Người ta đã liệt kê cho chúng ta được tất cả là 8 điều kiện. Thì lập bảng tần số cô sẽ lập theo hàng ngang. Dòng thứ nhất gồm cho năng suất và tạ trên hecta. Và dòng thứ hai là tần số. Các giá trị khác nhau ở đây là 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42 và 44. Tương ứng ở giá trị 31 thì có 10 thửa nên tần số là 10. 34 sẽ là 20, 35 sẽ là 30, 36 là 15, 38 là 10, 40 là 10, 42 là 5, 44 là 20. Và cuối cùng N sẽ bằng 120, nghĩa là số giá trị của dấu hiệu. Thì để kiểm tra lại, các em nên cộng tất cả giá trị của tần số xem thử xem là có bằng 120 không nhé. Ví dụ như ở đây 10 cộng 20 là bằng 30, 30 cộng 30 là 60, 60 cộng 15 là 75, 75 các em lấy cộng 10 là 85, 85 cộng 10 là 95, 95 cộng 5 là 100, 100 cộng 20 là 120. Như vậy chúng ta đã làm đúng bảng tần số rồi đó. Đến câu B, chúng ta biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Thì trong quá trình học bài thống kê, chúng ta cũng đã được giáo viên trong lớp hướng dẫn về biểu đồ. Thì biểu đồ của chúng ta gồm sẽ hai cột ha. Cột nằm ngang là cột đại diện cho giá trị là x, gồm số 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42 và 44. Cột thứ hai thẳng đứng là cột biểu diễn cho các giá trị ở tần số là 5, 10, 15, 20 và 30. Và các em chỉ cần ở các giá trị tương ứng của x gạch một đoạn thẳng sao cho giá trị tương ứng với tần số là được. Các em hãy theo dõi biểu đồ xem có giống của chúng ta làm không nhé. Nếu giống thì cô xin chúc mừng các em. Câu C, tìm mốt của dấu hiệu. Vậy mốt là gì? Mốt là giá trị của tần số lớn nhất. Vậy ở đây trong bảng tần số chúng ta thấy số lớn nhất là số 30, cho nên mốt của dấu hiệu sẽ là M0 là bằng 35. Câu D, tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
thì số trung bình cộng của dấu hiệu sẽ tính theo công thức là lấy từng giá trị nhân với tần số của nó chia cho số các giá trị. Cho nên x gạch đầu sẽ bằng 31 x 10 cộng 34 x 20 cộng 35 x 30 cộng 36 x 15 cộng 38 x 10 cộng 40 x 10 cộng 42 x 5 cộng 44 x 20. Các em lấy tất cả chia cho số các giá trị là 120 thì chúng ta sẽ được là 445 phần 12, xấp xỉ là 37,1 tạ trên hecta. Ở đây cô làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Chúng ta cùng đi đến bài số 9, trang 90 trong sách giáo khoa. Đề bài yêu cầu là tính giá trị của biểu thức 2,7C mũ 2 trừ 3,5 nhân C lần lượt tại C bằng 0,7, 2 phần 3 và 1, 1 phần 6. Về tính giá trị biểu thức này thì tương đối đơn giản. Khi đề bài yêu cầu các em tính giá trị biểu thức tại đâu thì các em chỉ cần thế giá trị của cái biến đó vào trong biểu thức là được. Ở đây chúng ta sẽ thay C bằng 0,7 vào biểu thức 2,7 C mũ 2 trừ 3,5 C thì chúng ta sẽ được là 2,7 nhân 0,7 mũ 2 trừ cho 3,5 nhân 0,7. 0,7 mũ 2 chính là 0,49. 2,7 nhân 0,49 chính là 1,323 và 3,5 nhân 0,7 chính là 2,45. Thực hiện phép trừ thì chúng ta được kết quả cuối cùng là âm 1,127. Thì các em đã thực hiện phép tính toán trên số thập phân thì ở đây các phép tính cũng đơn giản, cô nghĩ là các em sẽ làm đúng. Tiếp tục chúng ta sẽ thay C bằng 2 phần 3 vào biểu thức để tính giá trị biểu thức tại C bằng 2 phần 3 thì chúng ta sẽ được là 2,7 nhân 2 phần 3 tất cả mũ 2 trừ cho 3,5 nhân 2 phần 3. 2 phần 3 tất cả mũ 2 chính là 4 phần 9. 2,7 cô đổi ra phân số là 27 phần 10. 3,5 đổi ra phân số là 35 phần 10. Thực hiện phép nhân 27 phần 10 nhân cho 4 phần 9. Chúng ta sẽ rút gọn 27 với 9 chia cho 9 trên còn 3 dưới còn 1. Rút gọn 4 với 10 chia cho 2 trên còn 2 dưới còn 5. Kết quả chúng ta sẽ được phép nhân này là 6 phần 5. Ở 35 phần 10 nhân 2 phần 3 thì các em hãy rút gọn 2 với 10 cho 2 trên còn 1 dưới còn 5. Tiếp tục 35 các em rút gọn cho 5 thì trên còn 7 dưới còn 1 thì chúng ta sẽ ra được phân số là 7 phần 3. Kết quả cuối cùng chúng ta đạt được là sau khi quy đồng mẫu số chung 15 mình được âm 17 phần 15. Thay C 1, 1 phần 6 vào biểu thức 2,7 C mũ 2 trừ 33,5 C thì các em được là 2,7 nhân 1, 1 phần 6 tất cả mũ 2 trừ 3,5 nhân 1, 1 phần 6. Ở đây 2,7 chính là bằng 27 phần 10. Hỗn số 1, 1 phần 6 thì đổi ra phân số bằng cách 1 x 6 bằng 6 cộng 1 bằng 7 phần 6. 3,5 thì các em sẽ đổi ra phân số là 35 phần 10. 7 phần 6 tất cả mũ 2 chính là bằng 49 phần 36. Thực hiện luôn phép nhân phía sau, cô sẽ tự rút gọn 35 với 10 cho 5 trên còn 7 dưới còn 2 thì kết quả ở phép nhân phía sau được 49 phần 12. Tiếp tục thực hiện phép nhân 27 phần 10 nhân cho 49 phần 36 thì chúng ta được 147 phần 40. Thực hiện phép trừ cuối cùng, chúng ta quy đồng mẫu chung là 120 và kết quả chúng ta đạt được cuối cùng là âm 49 phần 120. Vậy giá trị của biểu thức 2,7 C mũ 2 trừ 3,5 C tại C bằng 0,7, 2 phần 3 và 1, 1 phần 6 lần lượt là âm 1,127, âm 17 phần 15 và âm 49 phần 120. Cô và các em cùng đi đến bài số 10, trang 90 trong sách giáo khoa. Ở bài tập số 10, đề bài cho các em 3 đa thức A, B, C và yêu cầu chúng ta tính ở câu A, A cộng B trừ C,
Ở câu B, A trừ B cộng C. Ở câu C, trừ A cộng B cộng C. Đây là các phép tính trên cộng trừ các đa thức, đúng không nào? Chúng ta cũng đã được học rồi. Ở câu A, A cộng B trừ C, thì bước đầu tiên các em chỉ cần thế các đa thức mà đề bài cho vào và để trong ngoặc. Vậy các em hãy nhớ là phải viết trong ngoặc nhé. Bước thứ hai, các em sẽ phá ngoặc theo quy tắc trước cộng giữ nguyên, trước trừ đổi dấu. Nên chúng ta được là y mũ 2 trừ 2x trừ y mũ 2 cộng 3x trừ 1, nghĩa là chúng ta giữ nguyên đó. Vì ở trước không có dấu nào, nghĩa là chúng ta xem như dấu cộng. Ở đa thức B thứ hai, ở phía trước là dấu cộng cho nên chúng ta cũng giữ nguyên nha. Còn đa thức C, ở phía trước là dấu trừ cho nên các em phải đổi dấu. Chúng ta sẽ được là âm 3x mũ 2 cộng cho 2xy trừ cho 7y mũ 2 cộng 3x cộng 5x cộng 6. Bước tiếp theo chúng ta sẽ gom các đơn thức đồng dạng về một nhóm. Chúng ta sẽ gom x mũ 2 trước với âm 2x mũ 2, âm 3x mũ 2 thành một nhóm nè. Gom âm 2x, âm 5x cộng 3x thành một nhóm, cụ để trong ngoặc. Trừ y mũ 2 cộng 3y mũ 2 trừ 7y mũ 2, cụ để trong ngoặc. Gom 3y cộng y cộng 5y, cụ để trong ngoặc. Âm 1 cộng 3 cộng 6, để trong ngoặc. Và cuối cùng là 2xy, chỉ có một mình nó thôi nên cô để là cộng 2xy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các phép tính của từng nhóm. Ở đây x mũ 2 trừ cho 2x mũ 2 trừ 3x mũ 2. Vì là các đơn thức đồng dạng nên chúng ta chỉ cần cộng trừ các hệ số. 1 trừ 2 thì bằng âm 1, âm 1 trừ 3 là bằng âm 4x mũ 2. Ở nhóm thứ hai, âm 2 trừ 5 thì bằng âm 7, âm 7 cộng 4, âm 7 cộng 3 thì bằng âm 4x, đúng không nào? Ở nhóm thứ ba, y mũ 2 thì chúng ta có âm 1 cộng 3 là bằng 2. 2 trừ cho 7 thì bằng âm 5 y mũ 2. Ở nhóm thứ tư thì chúng ta có 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 5 là bằng 9, 9y. Đến hệ số tự do thì chúng ta có âm 1 cộng 3 là bằng 2, 2 cộng 6 là bằng cộng 8. Còn 2xy không cộng trừ gì hết, các em ghi xuống. Vậy kết quả ở câu A chúng ta sẽ được là gì? Âm 4x mũ 2 trừ 4x trừ 5y mũ 2 cộng 9y cộng 8 cộng 2xy. Vậy các em kết luận cho cô ha. Vậy A cộng B trừ C sẽ bằng kết quả. Đến câu B các em cũng làm giống như câu A như vậy. Các đa thức A, B, C các em sẽ viết ở trong ngoặc. Sau đó chúng ta sẽ phá ngoặc, rồi gom các đơn thức đồng dạng về một nhóm, cũng giống như trang câu A vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tính toán ở từng nhóm nha. Ở nhóm thứ nhất, 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, rồi kết quả là 6x mũ 2. Ở nhóm thứ hai, âm 2 cộng 5 là bằng 3, 3 trừ 3 là bằng 0, để ra 0x, mà 0x thì chúng ta không ghi cũng được. Ở nhóm thứ ba, âm 1, âm 3 chính là âm 4, âm 4 cộng 7 là bằng 3, vậy kết quả là ra là cộng 3y mũ 2. Ở nhóm thứ tư, 3 trừ 1 là bằng 2, 2 trừ cho âm 5 là bằng âm 3y. Và nhóm hệ số tự do là âm 1 trừ 3 là bằng âm 4, âm 4 trừ 6 là bằng âm 10. Còn âm 2xy không cộng trừ gì hết, các em ghi xuống. Vậy A trừ B cộng C sẽ bằng 6x mũ 2 cộng 3y mũ 2 trừ 3y cộng trừ 10 trừ 2xy. Các em phải tính toán cẩn thận nhé, vì chỉ cần ghi sai dấu hoặc là ghi sai một hạng tử nào đó thì coi như nguyên cả bài này chúng ta đi luôn. Vì vậy, ở bài tập này chúng ta đòi hỏi là tính cẩn thận rất là cao. Chúng ta đến với câu C, cũng giải tương tự câu A và câu B. Các em sẽ đặt các đa thức A, B, C ở trong ngoặc khi thế vào vị trí của chữ A, chữ B, chữ C. Sau đó,
chúng ta cũng thực hiện phá ngoặc theo quy tắc trước cộng giữ nguyên, trước trừ đổi dấu. Gom các đơn thức đồng dạng về một nhóm, sau đó chúng ta sẽ đi tính toán từng nhóm và kết quả các em sẽ được là trừ A cộng B cộng C sẽ bằng trừ 6X cộng 11Y mũ 2 trừ 7Y trừ 2 trừ 2XY. Khi làm bài tập này, các em nhớ bấm vào nút tạm ngưng rồi sau đó thực hiện. Sau đó mở lại video thì các em dò kết quả với cô. Nếu đúng với kết quả của cô, coi như chúc mừng các em nhé. Còn sai thì các em hãy xem từng bước xem sai chỗ nào và xem hướng dẫn của cô để sửa chỗ đó nha. Đến bài 11 trang 90 sách giáo khoa thì đề bài kêu là chúng ta tìm x. Ở đây đề bài cho chúng ta hai câu. Ở câu A, ở bài tìm x này các em lưu ý, phá ngoặc thì các em phải phá ngoặc. Phá ngoặc thì theo quy tắc trước cộng giữ nguyên, trước trừ đổi dấu. Nên chúng ta sẽ được là 2x trừ 3 trừ x cộng 5 bằng x cộng 2 trừ x cộng 1. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển x sang vế trái đổi dấu, chuyển số sang vế phải đổi dấu. Nhớ đổi dấu nha. Chúng ta sẽ được là 2x trừ x trừ x cộng x bằng 2 cộng 1 cộng 3 trừ 5. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn ở cả hai vế nè. 2x trừ x thì bằng x, x trừ x là hết. Như vậy vế trái còn lại là x. Vế phải 2 cộng 1 là bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 trừ 5 là bằng 1, vậy x bằng 1. Ở câu B, chúng ta cũng đi phá ngoặc. Nhưng lưu ý, ở đây trước ngoặc là có số 2 và số âm 5. Vậy chúng ta phá ngoặc bằng cách nhân phân phối nhé. Chúng ta sẽ nhân phân phối kết quả như sau. Được 2x trừ 2 trừ 5x trừ 10 bằng âm 10. Tiếp tục, các em hãy chuyển vế đổi dấu. 2x trừ 5x sẽ bằng âm 10 cộng 2 cộng 10. 2x trừ 5x là bằng âm 3x. Âm 10 cộng 2 là bằng âm 8. Âm 8 cộng 10 là bằng 2. Âm 3x mà bằng 2 thì x sẽ bằng 2 chia cho âm 3, chính là âm 2 phần 3. Vậy x bằng âm 2 phần 3. Đó là kết quả của câu B nhé. Chúng ta cùng giải bài tập 12 trang 90 trong sách giáo khoa liên quan đến nghiệm của đa thức. Tìm hệ số A của đa thức BX bằng AX mũ 2 cộng 5X trừ 3. Biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1 phần 2. Trước khi giải bài tập, chúng ta cùng ôn lại nghiệm của đa thức nhé. Vậy nghiệm của đa thức là gì? Nghiệm của đa thức là giá trị mà làm cho đa thức đó bằng 0. Nghĩa là giá trị này là giá trị của biến á. Ví dụ như là đa thức BX đề bài cho ở đây giá trị là giá trị của biến X. Vậy đa thức này có một nghiệm là 1 phần 2. Nghĩa là người ta nói rằng X bằng 1 phần 2. Khi các em thay vào đó sẽ làm cho BX bằng 0. Vì đa thức BX có một nghiệm là 1 phần 2 nên chúng ta sẽ thay X bằng 1 phần 2 thì B 1 phần 2 sẽ bằng 0. Đúng định nghĩa của nghiệm của đa thức đúng không nào? Mà chúng ta biết được rằng là B 1 phần 2 nó chính là bằng A 1 phần 2 tức là mũ 2 cộng 5 nhân 1 phần 2 trừ 3. Nghĩa là các em thay 1 phần 2 vào giá trị của X vào cái đa thức BX á, thì chúng ta sẽ được B 1 phần 2 là bằng như vậy. Cho nên chúng ta sẽ có A nhân 1 phần 2 mũ 2 cộng 5 nhân 1 phần 2 trừ 3 là bằng 0 đúng không nào? Chúng ta tính toán 1 phần 2 chính là 1 phần 2 mũ 2 là 1 phần 4. 5 nhân 1 phần 2 chính là 5 phần 2. Vậy A nhân 1 phần 4 cô sẽ chuyển vế đổi dấu được âm 5 phần 2 cộng 3. Cộng 3 thì chính là 6 phần 2. Cô quy đồng luôn. Âm 5 phần 2 cộng 6 phần 2 chính là 1 phần 2.
A nhân 1 phần 4 bằng 1 phần 2 chính là bằng A, bằng 1 phần 2 chia cho 1 phần 4 đúng không nào? 1 phần 2 chia 1 phần 4 nghĩa là 1 phần 2 nhân cho 4 phần 1 nghĩa là bằng 2 đấy. Vậy A bằng 2 thì đa thức BX có một nghiệm là 1 phần 2. Vậy bài này cũng đơn giản, chỉ cần chúng ta nắm được định nghĩa của nghiệm của đa thức và thế thực hiện các phép tính một cách chính xác thì các em sẽ giải được bài số 12. Cô cùng các em đi đến bài 13 trang 90 trong sách giáo khoa cũng liên quan đến nghiệm của đa thức. Ở đây người ta cho hai câu. Tìm nghiệm của đa thức BX bằng 3 trừ 2X. Rồi chúng ta sẽ ôn lại chút về nghiệm của đa thức ha. Cô nhắc lại nghiệm của đa thức là gì? Là giá trị của biến mà làm sao đa thức đó bằng 0. Như vậy các em muốn tìm nghiệm của đa thức thì các em hãy cho đa thức đó bằng 0 rồi đi tìm giá trị của biến. Ở câu A, cô sẽ cho BX bằng 0 hay 3 trừ 2X bằng 0, đúng không nào? Để giải 3 trừ 2X bằng 0 thì chúng ta sẽ chuyển 3 qua vế phải, chuyển vế đổi dấu thì ra bằng âm 3. Để tìm X, ta lấy âm 3 chia cho âm 2, nghĩa là bằng 3 phần 2. Kết quả các em ra được X bằng 3 phần 2, nó chính là nghiệm của đa thức BX đó. Ở câu B, người ta hỏi đa thức QX có nghiệm hay không thì các em cũng đi tìm nghiệm. Nếu như các em tìm ra thì đó chính là nghiệm, và nếu như không tìm ra thì là không có nghiệm, cho nên cô cũng sẽ cho QX bằng 0 hay chính là X mũ 2 cộng 2 bằng 0. Cô cũng chuyển vế đổi dấu, cô sẽ được là X mũ 2 bằng âm 2. Mà chúng ta biết rằng là X mũ 2 mũ chẵn nghĩa là kết quả luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Còn vế phải thì lại ra bằng âm 2 là số âm. Một bên vế trái thì luôn ra là không âm, vế phải thì ra là âm. Cho nên điều này thật là vô lý đúng không? Mà vô lý nghĩa là chúng ta không tìm được giá trị của X. Cho nên chúng ta kết luận đa thức QX không có nghiệm. Như vậy chúng ta đã giải xong bài tập 13. Trong tiết học này thì cô và các em đã hoàn thành 13 bài tập trong phần đại số bài tập ôn cuối năm. Hy vọng các bài tập sẽ giúp các em củng cố được kiến thức của mình. Và có kiến thức nào các em chưa hiểu, các em có thể mở lại sách giáo khoa để ôn tập kỹ hơn nhé. Rất cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong tiết học này. Và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Thân ái và chào tạm biệt.